một lễ hội ẩm thực được tổ chức nhân mừng Thảo Cầm Viên Sài Gòn kỷ niệm 160 năm thành lập 1864-2024. Theo thông báo, lễ hội có chủ đề Nét Quê với sự tham gia của 34 gian hàng ẩm thực với những món ngon đặc sản miền Nam. Tại vì dịp này lễ kỷ niệm 160 năm ngày thành lập Thảo Cầm Viên, cho nên là người ta mới tổ chức chỉ chuyên về đồ nướng, mực nướng, thịt nướng, bò nướng, quầy chỉ với 10 nhân viên. Tại vì hàng mình hàng tươi không à, cho nên là phải vừa làm vừa bán. Ở đây là khách gia đình, đa phần là gia đình. Họ đấy đưa con đi chơi sở thú nè, đi tham quan thú, rồi họ ăn uống. Theo lời của một vị khách trẻ thì anh đến đây lần này vì muốn tìm hiểu ẩm thực của lễ hội là chính yếu. Mình đến để thưởng thức ẩm thực. Mọi người đến đây là để thưởng thức ẩm thực, là nên mọi người cũng đi cùng bạn bè rất là vui, cùng gia đình bạn bè rất là vui. Thì tổ chức trong Thảo Cầm Viên thì cũng là hợp lý, đúng không? Tại vì khu này rất là lớn, là có thể tổ chức mấy cái quầy ăn uống này nọ là cũng rất là hợp lý. Đây là lần đầu tiên lễ hội ẩm thực được tổ chức tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, nên theo nhận xét của du khách Nguyễn Văn Khoa, anh thấy đông đúc lượng thực khách tìm đến hưởng ứng trong không gian với thiên nhiên cây xanh phần lớn tuổi đời ngoài trăm năm. Đây là lần hai mà mình đi Thảo Cầm Viên. Lần một thì nó rất là vắng, riêng lần này mình thấy là rất là đông. Đó, là mình thấy mọi người xếp hàng nguyên một hàng dài luôn. Bà Thanh Mỹ nói rằng lễ hội ẩm thực cần được duy trì mỗi cuối tuần để tăng tiện ích cho du khách đến đây. Thì chị thấy là cái sân này nó rộng, gia đình người ta vô để người ta nghỉ dưỡng cuối tuần. Thì có những khu ẩm thực như vậy nè, thì mai mốt đó là thực khách vô đây là người ta sẽ không phải đem đồ ăn theo. Người ta có chỗ để người ta ăn uống ngon, rẻ, vệ sinh. Bà Lê Thị Thanh Mỹ nói thêm rằng đây sẽ là một sân chơi thưởng thức ẩm thực cho người dân và gia đình, là nơi quy tụ vẻ đẹp ẩm thực Việt, nơi giao lưu và trao đổi văn hóa ẩm thực đậm chất của miền Tây Nam Bộ.